Nếu mà nó có chữa ra, nếu nó có chữa là nó phải tầm 3 ký nó cho có giống, còn dưới 3 ký là không cho mới nha. Thường là bên em cứ con trồng cái nuôi nuôi lên hậu bị đi 9 tháng hoặc là 10 tháng là nó còn cơ, nó không phải tầm 2 ký 7 hoặc là giữ đi. Còn khi mà lên lọt qua 3 ký là nó lọt vô có tầm 11 tháng là nó cho có giống, cứ trên 3 ký mình nó cho có giống. Em bắt xong con này đúng không? Năm cái cả này nha. Rồi ok, bắt năm cái này. Nó nhỏ quá không? Đó là em nói đặc hình đó. Nó sẽ chuối với cá rồi đó. Nó mới tấp bày thời điểm bữa nay là ngày 22 là nó mới có 3 ngày thôi. Nó đủ tháng hai mấy dạng như nó tháng mười mấy ngày thôi. Tháng 18 ngày vậy. Tháng 18 ngày. Nó nhỏ chứ anh bắt cái dãy ép này đây con nè đi ok đó. Rồi bắt năm con này là về có mua thuốc gì bổ sung hay không? Men thì em sẽ đưa anh cho anh bổ trợ trần men theo. Chích ngừa loại gì ta? Chích ngừa loại 7 bệnh 7 trong 1. Dạ chích rồi. Dạ anh chích rồi. Còn lâu chích lại nữa à, tháng sau anh chích lại. Rồi từ một tháng anh lên khoảng tầm 9 tháng anh chích lại một mũi nữa. Là cùng là vaccine nó luôn ha. Đúng rồi, cùng vaccine nó luôn. Vaccine vỏ, vaccine đó. Ok, em chụp cho anh cái hiệu. Bất kể cái hiệu thuốc gì em có mà em xài cảm thấy ok thì em gửi qua cho anh. Dạ. Yeah. 5 con trải nghiệm. Rồi, vậy là 5 con cái này ha. 5 con cái này đi. Bây giờ có cái giếng ở đây không? Lựa đi. Anh cứ lựa cái lô nào thì em bắt cho. Hả? Cô sẵn đây em lấy cái giếng. 3 con, cứ nhầm khi 4 con thì tách ra làm 2. Có cùng 4 con không có lắm. 4 con. Ở này 3 con nè. Con này 3 con. Rồi ở trên 3 con. Con này 3 con. Chúng mình là có 3 con 4 con. Cái ổ này ổ này 4 con nè. Ổ này 4 con này đó. Nhưng mà nó còn nhỏ lắm nha. Hai ô đánh dấu đại đánh dấu chết này mà giờ con nào thì nó đánh dấu 3 con này. Hai ô này nó được cái được 1 cái nè, rồi mới có 3 con nè. Thằng đó đi, vậy thằng đó nó hơi bự luôn. Thằng này anh muốn bắt này anh được nha. Em muốn mấy cái luôn. Ổ này được mấy cái thôi. Ổ này được 2 cái nè. 2 con nữa là 5 con đủ rồi. Giống rồi bây giờ vậy nè, anh bắt 2 con cái này đi. 2 con cái này. Hai con cái này 4 con qua đó em bắt trên con cái bự ha. Vậy đi anh em làm quen luôn, vậy bắt cho anh một con cái bự ok ha. Đây lắm nha. Ok là mấy con này? 2 con nó vô ổ đi. Mình bắt 2 con này vô ổ nữa rồi bên kia cứ bắt anh hai bắt cho chú một con hơi trọng trọng đi cho nó nuôi cho nó ok. Cái được cái cứ 10 ngày sau thì giờ cho ở 10 tháng sau cho ông chú xuống bắt thêm được biết khối nữa. Cái bắt con này cho bự nè. Nè thì bắt cái này nè, đánh dấu rồi nè, cái này ăn xé cá ok chưa này đó. Con nói với chú biết chưa? Rồi chú kêu lựa ok đi. Đây cái nè, cái xuống đi. Con này thì chú ơi đây là lựa tình cảm, là lựa con này hơi trọng hơn mấy con kia nhiều lắm nha. Đây cái không dữ quá. Rồi con này bỏ vô một gỗ riêng đi, tại xe cũng rộng mà, bỏ vô một gỗ riêng đi. Ừ. Con này lớn hơn mấy con kia. Con mấy này thì chú bắt baby. Baby nè. Baby mới ăn xong rồi đó, đi phân ok không? Phân cục. Rồi,
đang là buổi tối nên chú khách xuống ngày khoảng tầm 7-8 giờ tối đi. Đang mình cũng đang có khách luôn đó, khách ngoài này đây. Ok nha anh em. Rồi chuyến xe đi trong đêm về Bến Tre nha, hẹn gặp lại chú lần thứ hai nha. Cảm ơn chú nha.